Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Phòng không Kiev chứng tỏ bản lĩnh lần nữa diệt gọn toàn bộ tên lửa tấn công hàng loạt của Nga Kinh tế Nga gặp vấn đề mới, Điện Kremlin đứng giữa hai quyết định tồi tệ Tình báo Anh phát hiện cách thủ lĩnh Chechnya Kadyrov chứng minh lòng trung thành với ông Putin Nga phản công bất thành vào Ukraine. Ukraine chính thức giải phóng làng chiến lược ở Donetsk. Đại tá Nga gào thét trên mặt trận, mọi thứ thật khủng khiếp, hàng ngàn lính Nga đang chết bởi bom chùm từ phía Ukraine. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây. Thiên mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News phòng không Kiev chứng tỏ bản lĩnh, lần nữa diệt gọn toàn bộ tên lửa tấn công hàng loạt của Nga. Kính thưa quý vị, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, Ruslan Krakchenko đã thông báo Nga vừa thực hiện một cuộc tấn công tên lửa hàng loạt nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, Kiev nói rằng phần lớn tên lửa đã bị phòng không Kiev tiêu diệt. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Kiev đang chứng tỏ giá trị của mình sau khi một lần nữa đánh chặn tất cả các tên lửa của Nga nhắm vào thủ đô Ukraine và khu vực xung quanh trong cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào Ukraine hôm 15 tháng 8. Không có thương vong nào được báo cáo và thiệt hại về tài sản dường như là rất nhỏ. Người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, Ruslan Grabschenko cho biết thêm. Các vụ nổ được ghi nhận ở Maniisky, Oblast, phía tây nam Kiev, được cho là do hoạt động của các đơn vị phòng không địa phương. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được ghi nhận theo chính quyền quân sự khu vực Kmenitsky. Tại Les, ba người thiệt mạng và ít nhất ba người khác phải nhập viện sau một cuộc tấn công tại một khu công nghiệp. Tại Kramatorsk, Donetsk Oblast, ít nhất một người đã thiệt mạng. Thông tin này vẫn đang được làm rõ. Tại Le Fib, được đã báo cáo ít nhất 15 người bị thương trong vụ tấn công của Nga. Ở Dnipro, một khu liên hợp thể thao nổi tiếng, nơi tổ chức các giải vô địch quốc gia và hàng trăm trẻ em hàng ngày đã bị phá hủy. Hai người bị thương trong cuộc tấn công và một đám cháy 800 m2 đã bùng phát. Ở Somila, Trakasi, một cơ sở y tế và một doanh nghiệp tư nhân đã bị tấn công. Cuộc tấn công khiến cho một phần thành phố không có nước. Ở Zaporizhia, một tên lửa đã phá hủy sân vận động của một trường học địa phương. Kinh tế Nga gặp vấn đề mới. Điện Kremlin đứng giữa hai quyết định tồi tệ. Các nhà kinh tế cho biết, Ngân hàng Trung ương Nga đã thông qua việc tăng lãi suất đã để đồng tiền của Nga ở mức 90 cho đến 100 rúp đổi 1 đô la, nhưng phải khi sinh việc tăng trưởng kinh tế. Các nhà kinh tế cho biết, việc ngân hàng Trung ương Nga tăng mạnh lãi suất sẽ làm chậm lại nền kinh tế vốn đã gần như không tăng trưởng của Liên bang Nga, nhưng sẽ làm tăng chi tiêu ngân sách. Tuy nhiên, theo ý kiến của họ, chỉ riêng biện pháp này sẽ không có khả năng cũng cố đáng kể đồng rút, vốn sẽ duy trì trong khoảng 90-100 rút mỗi 1 đô la. Ngân hàng Trung ương Nga tại một cuộc họp khẩn cấp vào hôm thứ Ba, đã tăng lãi suất cơ bản lên 3,5 điểm phần trăm ngay lập tức, từ 8,5% lên 12%. Điều này xảy ra sau khi đồng rút vào thứ Hai đã vượt qua mốc quan trọng về mặt tâm lý là 100 rút đổi 1 đô la. Sau khi tăng tỷ giá, tiền tệ được giao dịch trong khoảng 98 cho đến 99 rút 1 đô la sau khi tăng tỷ giá. Ngân hàng Trung ương giải thích quyết định của mình bởi rủi ro làm phát cao cơ quan quản lý cho biết, trung bình trong 3 tháng qua, mức tăng trưởng hiện tại được điều chỉnh theo tính thời vụ lên tới 7,6% tính theo hàng năm. Tỷ lệ tăng mạnh sẽ làm chậm lại nền kinh tế vốn đã hầu như không tăng trưởng. Mặc dù thực tế là GDP đã tăng trưởng trong quý 2 năm 2023 nhưng do quý 1 giảm, chính phủ và ngân hàng trung ương kỳ vọng mức tăng trưởng cho cả năm 2023 trong khoảng 1,5 đến 2,5% các biện pháp của ngân hàng nhà nước sẽ hạ nhiệt nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp và người dân, do lãi suất cho vay sẽ tăng theo lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước. Chuyên gia kinh tế Anka Belenkatia của Tập đoàn Tài chính Finam viết, điều này sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng tiêu dùng và đầu tư, đồng thời làm giảm nhu cầu nhập khẩu. Biện pháp hạ nhiệt của ngân hàng trung ương sẽ bị hạn chế bởi các chương trình cho vay ưu đãi hiện tại hơn 10.000 tỷ rúp tương đương 14% danh mục cho vay của các ngân hàng. Theo Ngân hàng Trung ương, Belen Kaja tin tưởng, đồng thời quyết định của Ngân hàng Trung ương sẽ gây ra một dòng tiền đổ vào tiền gửi ngân hàng do lãi suất tăng và điều này cũng có thể hỗ trợ đồng rút. Nhưng tốc độ tăng trưởng này có mặt trái là ngân sách nhà nước chi cho việc trả nợ sẽ tăng lên. Ruben Edicolobloch, giáo sư tại Đại học Pompeo Fabra, Barcelona cho biết, việc trả nợ công đang trở nên đắt đỏ hơn nhiều bởi vì một phần đáng kể nợ công mà chúng ta có với lãi suất thả nổi gắn liền với lạm phát và lãi suất. Trong chương trình bữa sáng trên kênh YouTube của nhà báo Alexander Postlep, theo nhà kinh tế, điều này có thể gây ra sự không hài lòng với chính phủ, vốn đã phải tìm kiếm các nguồn tài trợ cho thâm hụt. Theo dữ liệu hoạt động từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 11 tháng 8, khoản chi vượt quá thu nhập lên tới 3,4 nghìn tỷ rút các nhà kinh tế lập luận rằng việc tăng tỷ giá một lần là không đủ để củng cố động trúc. Alexander Arotiontian, nhà kinh tế trưởng tại Grace viết, tỷ giá sẽ phải tăng thêm nếu động trúc không mạnh lên và áp lực lạm phát không giảm, hoặc việc bắt buộc bán thu nhập ngoại hối xuất khẩu được đưa ra, kết hợp với kiểm soát vốn. Các nhà phân tích của Provias Bank cũng viết rằng có thể cần phải tăng lãi suất bổ sung họ cho rằng chi phí vay bằng đồng rút hiện tại có thể không đủ để ổn định tỷ giá hối đoái và cần có các biện pháp để giảm thẳng dư đồng rút trong nền kinh tế nhà kinh tế học konstantin Sonin tin rằng áp lực chính đối với đồng rút đến từ chi tiêu quân sự ngày càng tăng tất nhiên tỷ giá chính cao hơn sẽ kiềm hãm hoạt động kinh tế nhưng nó sẽ bị đàn áp theo dự báo của Southcombank và Vietnam, vào cuối năm tỷ giá hối đoái của đồng đô la sẽ nằm trong khoảng 90 đến 100 rúp. Tình báo Anh phát hiện cách thủ lĩnh Chania Kadyrov chứng minh lòng trung thành với ông Putin. Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đang cố gắng chứng tỏ lòng trung thành với Tổng thống Nga Putin bằng cách tích cực thúc đẩy hoạt động của các đơn vị của mình trong cuộc chiến chống Ukraine. Đánh giá của tình báo Anh vào ngày 15 tháng 8 trên Twitter cho biết, nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov hiện là một trong số những đồng minh trung thành với Tổng thống Putin, sát cánh cùng nước Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Cơ quan tình báo Anh nhớ lại rằng, vào ngày 10 tháng 8, ông Kadyrov đã ca ngợi những nỗ lực của tiểu đoàn Vostok do người Chechnya thành lập trong một trận đánh ác liệt ở khu vực Odekip ở tỉnh Zaporizhia. Chính thức, Vostok trực thuộc sư đoàn súng trường cơ giới số 42 của cân khu phía Nam đang hoạt động trong khu vực làng Trobotine ở tỉnh Zaporizhia. Tình báo Anh cũng phát hiện quân Chechnya chiếm một thành phần tương đối nhỏ nhưng đáng chú ý trong lực lượng Nga ở Ukraine. Tình báo Anh khẳng định, Kadyrov có khả năng phát huy mạnh mẽ vai trò của các đơn vị của mình một phần để đánh bóng uy tín của mình với tư cách là một người trung thành với Putin. Trước đó, tình báo Anh đã thảo luận về vai trò của cuộc chiến dành các đầu cầu ở tảng ngạn gần Kherson và báo cáo về các vấn đề tài trợ của tập đoàn Wagner trong bản cập nhật ngày 13 tháng 8. Theo đó, tình báo Anh cho rằng các bên tham chiến cũng tiếp tục giao tranh để giành quyền kiểm soát các đảo nhỏ ở cái sông Nepro. Các chiến huy Nga phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng năng về việc nên củng cố khu vực này hay triển khai quân đội ở các khu vực hoạt động phản công chính của Ukraine, xa hơn về phía đông. Tình báo quốc phòng Vương quốc Anh báo cáo rằng giao tranh quy mô nhỏ đã gia tăng ở hạ lưu sông Dnipro và tuần trước khi các lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc đột kích và cố gắng giành lấy các vị trí mới ở bờ trái. Ngoài ra, chỗ đứng mà quân phòng thủ của Ukraine đã chiếm giữ bên cạnh cầu đường bộ Antonivka đã bị phá hủy kể từ tháng 6, tiếp tục được mở rộng. Tình báo quốc phòng Vương quốc Anh cho rằng, trong một số hoạt động này, lực lượng Ukraine có thể đã lợi dụng thời điểm các đơn vị của Nga luân phiên vào vị trí của họ. Nga phản công bất thành vào Yorokchani, Ukraine chính thức giải phóng làng chiến lược ở Donetsk. Quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng nước này kiểm soát làng Yurochony ở tỉnh Donetsk và đang củng cố vị trí tại khu vực ngoại vi. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia vào ngày 16 tháng 8 thông báo, chúng tôi đã giành lại Yurochony, các đơn vị phòng thủ đang củng cố vị trí tại khu vực ngoại vi ngôi làng, đợt phản công vẫn tiếp tục. Ukraine chưa công bố hình ảnh binh sĩ nước này tại làng Yurochony. Tuyên bố được đưa ra sau nhiều ngày giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine tại Ukraine, ngôi làng được đánh giá có vị trí chiến lược trên đường tiến tới thành phố cảng Mariupol. Ukraine nằm cách Staromorsky, ngôi làng mà Ukraine tái kiểm soát từ gần 4 tuần trước. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào Melitopol và Berdyansk. Bộ tổng tham mưu Ukraine báo cáo và cho biết thêm, trong ngày 23 trận đụng độ đã diễn ra, Nga phóng 42 tên lửa và thực hiện 44 cuộc không kích. Ngày 15 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Mulya nói rằng số lượng các cuộc tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến phía đông đã giảm khi Nga tìm cách tập hợp lại và khôi phục lực lượng của mình. Tại mặt trận Zaporizhia, ở phía nam Odikov, những nhóm phối hợp của các lữ đoàn 46, 118 và 15 Ukraine tiếp tục tấn công gần Jabotino. Ở phía đông ngôi làng, Ukraine cố gắng giành chỗ đứng trong các cứu điểm cách đó vài km, ẩn nấp sau các vị trí đổ bộ. Ngoài ra, nỗ lực của các nhóm biệt kích Ukraine nhằm vào Trabotino ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Ở vùng ngoại ô phía đông bắc, các biệt đội Ukraine được pháo binh yểm trợ bằng đàn chung đang tiến vào làng. Binh sĩ Ukraine lợi dụng các vành đai rừng liền kề khu định cư để di chuyển. Giờ đây, Ukraine cố gắng phát triển cổ tấn công hơn nữa. Các lực lượng bổ sung gồm quân đoàn 10 của họ cũng như nhóm chiến thuật Marin đã được điều đến Malaya Tokmatka. Lính dụng của lữ đoàn dù 82 đã rơi vào máy xay thịt gần làng. Ngoài ra, các thiết bị đầu cuối Stalin mới đã được triển khai ở Malaya Tomaka. Đồng thời, việc huấn luyện và điều phối các đơn vị tấn công vẫn tiếp tục tại thao trường ở Epertesa, những đơn vị này có khả năng sẽ tham chiến trong trường hợp Ukraine giành được một số thành công tại Sabotino. Việc Ukraine tiến về phía đông của ngôi làng cho thấy Bộ Chỉ huy Ukraine muốn kép dần vòng vây Sabotino và tấn công bằng nấm đấm cơ giới theo hướng trọt mắt. Đại tá Nga gào thét trên mặt trận, mọi thứ thật khủng khiếp hàng ngàn lính Nga đang chết bởi bom chùm từ phía Ukraine. Vết thương của binh lính Nga do bom chùm nghiêm trọng đến mức việc sơ tán và điều trị những người bị thương trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Các nhà tuyên truyền quân sự Nga báo cáo tình hình thảm khốc trong quân đội Nga sau khi Ukraine bắt đầu sử dụng bom chùm. Đạn nhận được từ Hoa Kỳ hiệu quả đến mức tổn thất của quân đội Nga đã tăng lên gấp nhiều lần hơn nữa, những vết thương do bom chùm nghiêm trọng đến mức việc sơ tán và điều trị những người Nga bị thương trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Đại tá Nga Pyotr Sovalov viết về điều này trên kênh Telegram của mình, ghi nhận sự suy giảm đáng kể về vị trí của quân đội Nga ở mặt trận. Các chiến binh ở phía trước, không chỉ ở phía trước, bị hạ gục một cách đáng xấu hổ. Những kẻ ở tiền tuyến bị thổi bay, và điều này rất khó khăn trong điều kiện khó khăn về thuốc men, vết thương và bom chùm thường sẽ dẫn đến cái chết. Và đây là một cái chết rất đau đớn và khủng khiếp. Chỉ huy Nga nói tiếp, các thu người Ukraine đã học. Vâng, hãy tưởng tượng, chúng cũng đang học để cắt đứt đường tiếp viện và các chiến hào không cứu được chúng ta. Chúng ta sắp chết, những người đôi khi hoàn toàn không thể giúp đỡ. Đại tăng Nga nói rằng, những cái xâm lược rất cần một giải pháp vì tình hình tổn thất do bom, đạn chùm, đối với quân đội nga là rất khủng khiếp. Tôi không nói cụ thể liệu thực sự có hàng trăm hay hàng nghìn chúng tôi sẽ không làm hài lòng các thù bằng số liệu thống kê. Quân đội cần một giải pháp. Tình hình này thật tồi tệ và điều tồi tệ nhất là chúng tôi đang cố gắng hãy ngừng bưng bít vấn đề khi chúng ta đang cần một giải pháp. Các chỉ huy nói cách khác chúng ta đã sợ hãi rồi bây giờ hãy bắt tay vào công việc. Chỉ huy nga kêu gọi. Ukraine đã nhận được bom đạn chùm từ Mỹ và các đối tác. Điều này đã cho phép lực lượng vũ trang tiến lên phía trước sau vài tuần không thành công nghiêm trọng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp